Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì tập ngày hôm nay mình đã tiến hành chuyển ba cái chuông của Lucia sang cái vùng sa mạc rồi nha các bạn. Đó, mình đã treo ba cái title bell ở đây luôn. Và trước mặt mình nó có một cái actually. Ở chỗ này nó sẽ có một cái cúp hay là một cái gì đó dùng để triệu hồi Ashot nha các bạn. Chính xác là chúng ta sẽ tạo ra một cái cây sáo đó để mà gọi Ashot xuất hiện đó các bạn ơi. Rồi, đại khái thì cái vùng sa mạc này á là nơi xuất hiện của khá là nhiều legendary, nên là mình đã quyết định qua bên này và đợi chờ xem. Nói chung là một công đôi việc các bạn ơi. Chúng ta vừa chờ cho cái con Lucia nó ra, với lại chờ cho những cái con Legendary tại cái vùng sa mạc này á, nó cũng xuất hiện luôn nha. Wow, phía bên này có một vài cái Pokechest nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua lấy luôn nha các bạn. Đó, cùng đi mở rương thế nào. Cái vùng sa mạc này thì mình chỉ mới đi có một vài cái địa điểm thôi. Có một em boss kìa các bạn ơi. Đây là Golden nha. À, chưa gì đã có con Numo này nó thách đấu mình rồi nè. Uầy, hiệu ứng skill nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Mày nè con, chết queo luôn. Đây, Golden. Wow, cái con Golden này thì model nó vẫn khá là xấu ha. Hình như là model của phiên bản cũ thì phải. Nhóm tác giả vẫn chưa fit cho cái con Golden này nữa. Thiệt là đáng buồn quá đi. Nhìn mấy con Pokemon mà nó kiểu như vậy mình không có thích đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ dọn dẹp inventory cái đã. Rồi, tiếp tục lên đường thưa các bạn ơi. Chỉnh sò nha. À, hình như phía trên cái actually nó có một ngôi làng thì phải. Mình sẽ đi theo cái hướng này nha các bạn. Hồi nãy mình có thấy một cái hội quán gì đó. Đó là version của hội quán 2.0 nha các bạn. Đâu rồi? Chúng ta sẽ tiến hành. Ôi, đi qua lấy cái Pokechest này trước đi. Tính chạy qua hội quán nhưng mà cái này nó quyến rũ mình quá. Phải qua lấy trước mới được. Biết đâu lại được Master Ball các bạn ơi. Ta-la. Được skill Focus Plus nè. Cái tỷ lệ mà mở Pokechest á được Master Ball thì nó khá là hiếm luôn các bạn ạ. Đợt giờ mình mở hình như là được 2 quả thì phải. Một hay là 2 quả gì đó. Mình cũng không nhớ lắm. Và đây là hội quán thời điện nha các bạn. Ngoài sau này nó còn một cái hội quán nữa. Và theo như mình thấy đó là hội quán thời đá nha. Đây là Rock Gym nè. Ồ, xịn vãi, một ngôi làng hai cái hội quán luôn. Chúng ta sẽ đi khám phá xem cái ngôi làng nó có gì không. Trời ơi, bán mèo các bạn ơi. Bán mấy cái thư. Tôi đâu có thích thư đâu. Rồi, để mình vô đây mình coi thử cái rương này. Ồ, nó có đồ nha các bạn. Hình như nó đã được cập nhật lên rồi thì phải. Nó có khá là nhiều những cái thuốc men cho Pokemon nè. Chúng ta sẽ chêm hết luôn nha. Wow, đúng là cái trung tâm Pokemon nó có khác các bạn ơi. Ôi, tính ra như vậy nó rất là giống thật luôn á. Để mình sắp xếp mấy cái revive lên đây các bạn ơi. Đó. Bên này thì không có cái rương. Tôi định qua đây tôi chêm nhưng mà không có gì hết các bạn ạ. Cây vái chướng. Rồi, để mình lội qua bên kia. Tại vì phía bên này nó còn một cái ngôi làng khác nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ sẵn thời cơ đi qua những cái trung tâm Pokemon tại những cái ngôi làng này á, để mà lấy thêm những cái thuốc men cho Pokemon luôn. Ngon lành canh đào. Ôi, trước tiên thì mình sẽ đi lấy cái Ultra Chest này trước nha các bạn. Để coi chúng ta sẽ được cái gì nè. Ta là được Shiny Stone. Trời ơi, Shiny Stone thì mình có quá nhiều rồi. Nói chung là cũng không có cần cái loại đá này đâu. Đợt trước mình có qua DN á để mà farm đó các bạn ạ. Được rất là nhiều Shiny Stone luôn. Rồi, để qua đây lấy cái rương coi. Trời ơi, quá chừng thuốc luôn các bạn thấy không. Đã với chữ. Ôi, nó có cho mình thêm Carbos nữa thì phải. Đó là một trong... À, cái này là PP up các bạn ơi. Nãy mình nhìn nhầm.
À, đó là một trong những cái loại thuốc á. Rồi. Ở đây có một em Dinspa nè các bạn ơi. Wow, con này thì nó cũng khá là hiếm ở đây ha. Ôi, có con boss kìa. Sandshrew. Để mình xử nó luôn nha các bạn. Ồ, và có con gì giống cái rương của Pharaoh quá vậy. Ồ, giống như cái quan tài của Pharaoh các bạn ơi. Con này thì để mình coi thử coi. Đây là Kofarius các bạn ơi. Ui, nhìn nó đẹp vậy. Kofarius. Ui, nó đây rồi. Nãy giờ cái icon nó bị mất các bạn à. Thôi, để mình đi qua mình đánh em boss trước đi. Cheldu. Cheldu đâu rồi? Cheldu nè. Xử nó luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, nó còn nội tại một máu nữa chứ mấy đau. Không sao, chúng ta sẽ làm rất là lẹ thôi. Ngậm củ tỏi liền. Ồ, nó cho mình một cái Rare Candy nè. Sẵn tiện mình sẽ nâng cấp cho con Thunderous của mình luôn nha. Ồ, lên cấp 96 liền. Quá xịn sò luôn. Rồi, chỉ còn 4 cấp nữa thôi thì mình sẽ dẹp nó vô PC và đi luyện cái con khác nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đứng đây và chờ cái chuông nó rung thôi. À, sẵn tiện thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một vài cái thứ mà mình vừa phát hiện ra. Ở đây, chúng ta có thể bấm Shift, giữ nút Shift nha các bạn, vào những cái món vật phẩm này để mà coi được cái thông tin của nó nha. Đây, đây là HP up. Đó, cái đồ để mà tăng máu, tăng cái điểm EV về máu cho Pokemon đó các bạn. Nó sẽ tăng 10 điểm nè. Đó, có thể sử dụng tối đa là 100 điểm. Đây, đây là protein dùng để tăng attack, cũng tăng 10 điểm luôn. Ồ, nhìn xịn chưa bạn? À, nó có thể infusion whip, những cái cánh hả, những cái level win nè, whip win nè. Ôi hay vậy. Và đây chính là những cái cánh để mà infusion. Với những cái loại berry các bạn ơi. Ồ, hay vậy ha. Ôi, thú vị thiệt. À, khá là hay các bạn ơi. Và chúng ta có thể giữ nút Shift nha để mà coi được thông tin của những cái loại vật phẩm này. Đây là những loại berry của mình nè. Nó sẽ làm giảm cái điểm EV. Đó, nếu mà bạn nào cộng sai có thể dùng những loại berry này để mà giảm điểm EV để mà cộng lại các bạn ơi. Tác dụng chính của nó là tăng điểm Happy, nhưng mà tác dụng phụ là giảm EV đó các bạn ơi. Để mình coi thử coi. Ồ, Chisel. Cái này thì chúng ta chỉ có thể có được khi mà chơi ở chế độ gian lận thôi bạn ơi. Rồi. Có những cái rank upgrade nè. Wow. Nó có thể mở rộng được những cái brand block thành 15 x 15 đó các bạn ơi. Wow. Những cái vật phẩm của Train Machine nó cũng đưa lên đây luôn. Ôi hay vậy. Các bạn có thể vào đây và khám phá đó các bạn ơi. Xịn vãi chưởng. Đây là những cái đồng hồ nè. Đó. Ôi, và đây là cái gì đây? Cái mắt kiến hả các bạn? Ôi, cái này chúng ta có thể dùng để mà soi được ability nè, nature, EVs và gender cho Pokemon luôn. Ui. Ui hay vãi, bây giờ mình mới biết mấy cái này luôn đó. Nhìn xịn vãi các bạn ơi. Nói chung thì cái gold nó sẽ xịn sò hơn là cái silver nha. Đó, đại khái là như vậy đó các bạn ạ. Để mình xử em Cagnia này cái đã. Cagnia. Ôi, nó hút máu từ mình nữa. Cái này thì Cagnia nè, chết queo luôn. À, Trap Pinch. Dứt mày luôn nha. Ai, ôi, nó xịn sò vãi chữa anh em ạ. Đã vậy. Chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp một vài cái vật phẩm khác nào các bạn ơi. Trong khi đó thì mình sẽ đứng đây và chờ những cái chuông này nó rung luôn luôn nha các bạn. Mém tí là lẹo lưỡi luôn rồi. Chờ những cái chuông này nó rung lên nha. Rồi, để mình coi tiếp nào. Hình như cái trang này chúng ta đã coi hết rồi đó. Còn cái nào nữa không ta? Ủa, mới thấy cái gì đó. À, đây là mấy cái incense các bạn ơi. Ui, cũng khá là hay đó.
Rồi chúng ta sẽ qua trang khác thôi. Chúng ta có thể coi được thông tin của những cái trái berry luôn nè. Ui hay vãi. Rất là nhiều loại berry luôn các bạn ơi. Nói chung mà ai mà lười lên wiki á để mà đọc á, có thể coi ở đây nha các bạn. Đó, nó sẽ rất là tiện lợi chúng ta luôn. Và đây là những cái loại incense mà mình đã từng dùng trong cái quá trình breeding Pokemon đó các bạn ơi. Đó. Đây, rất là nhiều loại incense luôn. Xịn vãi. Và đây là những cái game nha. Những cái viên ngọc. Nhiều bạn đã hỏi mình công dụng của nó, thì mình trả lời luôn là đeo ngọc loại nào cho Pokemon á, nó sẽ tăng 1,3 lần sức mạnh của skill đó nha các bạn. Đó. Ví dụ đeo ngọc hệ điện thì mình sử dụng skill hệ điện á, nó sẽ mạnh hơn 1,3 lần nha các bạn. Đó, rất là xịn sò luôn. Ok, để mình coi thử. À, và đây là những tấm plate. Đó, những cái đĩa cho asset nè. Cái này thì nó cũng rất là xịn luôn ha. Nó sẽ tăng 20% sức mạnh nha. Ồ, rất là ngon luôn. Rồi mình sẽ qua trang khác nha. Ủa, trang đây thì hình như là không có gì thì phải. Rất là nhiều loại đá luôn. Đá Z, đá Mega, các kiểu nè. Ôi, đây nè. Chúng ta có thể coi được thông tin của những cái huy hiệu. Wow, có rất là nhiều loại huy hiệu luôn nha các bạn. Và đây là thành tựu khi mà chúng ta đánh bại chủ hội quán thôi. Cũng không có gì hết. Ồ, chúng ta có những cái vật phẩm khác nè. Có thể dùng để bán cho shopkeeper nè các bạn. Ồ, rất là nhiều loại luôn ha. Ủa, cái gì đây? Ultra Rune Key hả? Ồ, chúng ta không thể sử dụng được Ultra Forest Key, Ultra Deep Sea Key. Ui, hay vãi. Ồ, tính ra nó cũng khá là xịn sò đó các bạn ơi. À, mình quên mất. Tính nói về mấy cái quả cầu này mà quên. Đây, đây. Rất là nhiều loại quả cầu luôn nha các bạn. Master Ball nè. Cái quả này thì bắt không bao giờ bị trượt nha các bạn. Rồi, để mình coi một lần nữa coi mấy cái chuông nó đã chịu rung lên chưa nha. Nãy giờ đang mải mê với cái phát hiện mới của tôi quá. Trời, nó đã rất là sáng luôn các bạn ơi. À, hình như nó đã qua cái khúc bình minh rồi. Ở đây chúng ta có một vài cái con Vivillon Desert nè. Đó, Vivillon sa mạc đó các bạn ạ. Rồi, trời nó đã sáng hẳn luôn rồi. Chúng ta đã mất đi cơ hội chuông rung luôn rồi các bạn ơi. Ok. Thì mình sẽ nói tiếp về những cái quả cầu Pokemon này nha. Đây, đây là cái quả Liverborn. Đó, chúng ta có thể đọc được rất là nhiều thông tin khác luôn. Đó, thông tin của Liverborn các bạn. Ai mà lười lên wiki thì có thể đọc ở đây luôn cho nó lẹ. Nhưng mà ở đây thì nó hơi bị tóm tắt đó các bạn ơi. Ồ, rất là nhiều loại quả cầu luôn nè. Xịn vái chứ. À, và đây có một quả Bắc Bon nè. Quả này thì nó sẽ không xuất hiện ở chế độ sinh tồn, chỉ xuất hiện trong chế độ gian lận thôi nha các bạn. Đó, người ta đã xóa cái quả này khỏi cái chế độ sinh tồn rồi. Cherry Bon. À, nhiều bạn cũng thắc mắc về cái quả này nữa. Và GS Bon. Hai quả này thì công dụng của nó giống như là Pokemon thôi, nó không có gì khác hết á. Tỷ lệ bắt là một chấm thôi à. Đó, quả Remier Ball thì nó cũng vậy, nhưng mà nó chỉ thêm được một cái effect thôi các bạn ơi. Đại khái là quăng ra nó sẽ có những cái tia lấp lánh á, rất là xịn luôn. Ở đây chúng ta có thể đọc được thông tin về những cái patch key. Oh, những cái hộp đựng huy hiệu đó các bạn ạ. Xịn vậy. Ôi, và hình như là, ôi nó xịn vãi chữ luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể coi được thông tin của skill luôn nè. Có thể coi được sức mạnh nè, số lần sử dụng nè, cái hệ của skill đó luôn. Ôi hay vãi. Ôi xịn vãi chữ luôn các bạn ơi. Ôi đã nha. Đúng rồi, cái bản cập nhật này nó cũng khá là xịn sò đó.
Rồi, qua trang này thì còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Sau cái kill TM thì chúng ta sẽ tới những cái kill là HM. HM thì khi học á chúng ta sẽ không bị mất cái quyển skill đâu nha các bạn. Đó, TM học thì nó sẽ bị mất thôi. Đây là những cái bức thư, thư thì cũng không có gì hết. Tại khái thì bức nào nó cũng như nhau thôi. Rồi chúng ta sẽ tới với những cái with lore nha các bạn. Đây là with normal lore nè. Nó sẽ tăng tỷ lệ spawn Pokemon là 1.5 lần. Ồ, đây là cái lore yếu thôi nha các bạn mà nó tăng như vậy rồi. Tiếp theo để mình tìm cái đây. Strong normal lore nó sẽ tăng ui gấp đôi cái width luôn các bạn ơi. Tăng 3 lần luôn. Ui xịn vậy. Đây, width shiny lore thì tăng tỷ lệ xuất hiện của Pokemon shiny là 1.22, cũng như là width hidden ability lore cũng vậy. Còn bên cái strong thì nó sẽ tăng là 1.73. Ui hay vậy. Ôi rất là xịn luôn rồi các bạn ơi. Rồi, thế là xong về cái phần mà mình đã tìm tòi khám phá khi mà đợi chờ mấy cái chuông rung nãy giờ đó các bạn ơi. Nãy giờ rảnh quá không có gì làm á. Hiện giờ mình cũng đang khá là rảnh đây. Mình sẽ tiến hành đi câu Pokemon ở trong lava luôn các bạn. Đó. Chính xác là chúng ta sẽ đi câu mấy cái Red Orb sát đó các bạn ơi. Đó, câu được đủ 10 mảnh á thì chúng ta sẽ tạo được một cái viên ngọc. Viên ngọc màu đỏ dùng để chuyển hóa cái em Groudon về cái thời nguyên thủy nha các bạn. Nhưng mà để trước tiên mình đi qua mình xử cái em Camrup này cái đã. Đây là boss rare thôi các bạn ơi. Một hit chết queo luôn. Ôi nó cho mình một cái viên rare candy nữa nè, xịn vãi. Rồi, cho em Thunderous này lên cấp 97 luôn nha các bạn. Ồ, cấp 97 rồi. Xịn sơ liền. Rồi, quá ngon luôn. Giờ mình sẽ ở đây và tiến hành câu Pokemon tiếp tục nha các bạn. Câu Red Sack tiếp tục. Chứ Pokemon ở đây mình có hết rồi. Mình chỉ còn thiếu Ultra Beast nè, Legendary nè, Pokemon huyền ảo nè. Đó, còn lại là hết trơn rồi. Ai da, nãy mình giật nhanh quá các bạn à. Để mình đập mấy cái này đi, câu cho nó dễ. Cái hồ này thì nó hơi nhỏ một xíu. Chắc hôm nào mình sẽ đi kiếm cái hồ to hơn đi. Cái hồ này thì được cái là nó gần với cái chỗ treo chuông của mình. Đó, nên rất là tiện các bạn ơi. Ôi, mình chưa giật. Trời ơi, nó đã đi mất rồi. Ui, đây rồi. Và chúng ta đã được một mảnh Red Shack rồi nha các bạn. Ở nhà mình cũng có thêm một mảnh nữa. Thế là đã được hai mảnh rồi. Kiếm đủ 10 mảnh thì chúng ta sẽ được một viên ngọc đó các bạn ơi. Ai, nói chung là kiên trì thì sẽ được thành công nha. Đó, ráng lên nào. Ôi, được một cái normal game nè. Một cái viên ngọc cho Pokemon hệ thường các bạn ơi. Đó. Torkoal hả? Dứt nó luôn nha các bạn. Nãy giờ ăn rồi gặp mấy cái con này hoài à. Water Shuriken nè con. Ngẫm rồi các bạn ơi. Ngẫm củ tỏi liền. À, có con Magma nè. Magma thì nó sẽ cho mình được mấy cái Phaeton Shard nha các bạn. Nó cũng rất là tuyệt thôi. Đó. Rồi, cùng coi một xíu nào các bạn ơi. Lại là Torkoal. Ăn rồi gặp mày hoài. À, nó cho mình hai cục than nữa. Ôi, mình mới thấy có một cái ông trainer ở đây các bạn ơi. Sẵn đi ra thách đấu ổng luôn. Trainer đầu trọc. Trời ơi, đứng giữa sa mạc mà cái đầu trọc lóc như thế này thì chết luôn. Ôi, và em Greninja của mình nó đang hợp thể nè. Đang biến thành Fury Greninja nha các bạn. À, em Camrup này hả? Dứt nó luôn nha các bạn. Ngẫm củ tỏi rồi. Cosping hả? Dứt luôn. Ôi, và con Flareon. Ngẫm luôn rồi. Ui, Groudon. Ui, và lần này nó là boss Groudon các bạn à. Ui, căng vãi.
Legendary xuất hiện đã khó, bây giờ lại còn là boss Legendary luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, muốn lạy luôn á. Đây, đây chính là Raudon Shiny nguyên thủy nha các bạn. Ui nhìn căng chưa kìa, cấp 120 luôn. Và có vẻ nãy mình quên đổi cái tấm plate cho Ashes rồi. nó bị ăn hành quá chừng luôn. Để mình thử một skill đã. Water Shuriken. Rồi không được các bạn ơi. Chuyển qua em Thunderous này. Mày nè con. À mình quên mất. Con này nó có hệ đất mà. Thôi mình sẽ tạm dùng skill Hidden Power đỡ nha các bạn. Trời ơi cái con Thunderous của mình á, nó hệ bay nè. Với lại nó hệ điện. Đó nên cái con Raudon này nó sẽ không có thể gây được sát thương cho mình. Xịn vãi. Hidden Power. Ui nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Công nhận nó trâu thật sự luôn á. Trời ơi nãy mình cứ tưởng nó là một Legendary đó các bạn ơi. À, nó cho mình một viên kẹo nè. Và Son Gallium Z. Nói chung là cũng khá là xịn sò đó. Đúng là số phận à. Tìm Legendary mà nó lại ra luôn cái con boss Legendary nữa chứ. Đau thiệt sự. Rồi và Thunderous của mình đã đạt được cấp 100 rồi. Mình sẽ cất nó vào trong PC luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành lôi cái em khác ra để mà luyện cấp cho nó nha. Đó. Và em tiếp theo mình sẽ luyện cấp đó chính là Nidroma nha các bạn. Các bạn biết lý do rồi chứ gì. Tại vì chúng ta sẽ cần phải hợp thể đó các bạn ơi. Nhưng mà chắc mình sẽ để trong những cái tập kế tiếp đi. Đó rồi mình sẽ đi hợp thể. Cũng như là tiến hóa Ultra Nidroma nha các bạn. Rồi bây giờ đứng đây và tiếp tục. Câu cá nữa thôi. Câu bướm mòn nữa thôi chứ. À Torkoal. Gặp may hoài. Ngẫm củ tỏi đó bạn ơi. Nãy giờ mình đứng đây mình câu bướm mòn đó các bạn ạ. Mà cái con Cosmos mình đó, nó đã đạt được cấp 40 lần rồi. Xịn vẻ chứ. Ui. Yes. Cuối cùng chúng ta cũng đã có thêm một cái mảnh Red Shark nữa rồi các bạn à. Quá xịn sò luôn. Thế là bây giờ tổng cộng mình đã có được 3 mảnh rồi. Chỉ còn 7 mảnh nữa thôi. Nói chứ từ câu cá nãy giờ nó lâu lắm các bạn à. Nó lâu phải cái chưởng luôn á mới được 2 mảnh đó. Các bạn nhìn trên clip á thấy nó có 20 mấy 30 phút thôi. Nhưng mà cái quá trình mình chơi nó cũng phải 2 tiếng đó các bạn à. Kinh khủng lắm. Ồ, con mắt cargo này nó cũng rất là có lợi cho mình nè. Nó cho mình mấy cái que của quỷ lửa các bạn à. Cũng như là mấy cái mắt ma cream. Ồ, nói chung là cho hàng xịn không à. Lại gặp con mắt cargo nữa. Nãy giờ đứng đây câu cá rất là lâu luôn rồi. Nhưng mà mấy cái chuông á, nó cũng vẫn không chịu rung các bạn à. Cũng như là mấy em huyền thoại nè, nó cũng không chịu xuất hiện luôn. Để mình câu xong cái đợt này rồi mình sẽ đi qua đánh cái con Garchomp kia nha. Mắt ma hả? Ừ, nó cho mình mấy cái lửa mình cũng không có cần lắm đâu. Rồi, đi qua xử cái con Garchomp này luôn nha các bạn. Con này cấp 110 thôi. Làm cho nó lẹ luôn. Rồi, hai phát nữa là nó sẽ đi đời đó các bạn ơi. Rồi, một hit nữa thôi là em Garchomp này sẽ đi đời các bạn ơi. Ngẫm củ tỏi luôn. Ô, và nó cho mình khá là nhiều đồ xịn sò luôn các bạn ơi. Có cả Espeon và Rekedi nữa. Ngoài ra chúng ta còn thêm một cái viên đá Mega cho Garchomp nữa nè. Xịn vãi. À, cái em này cứ mong mang thách đấu tôi hoài à. Ngẫm luôn rồi. Để mình đi qua mình đánh cái con Cubone này nữa luôn nha các bạn. Một em boss nữa nè. Cubone. Chết quẹo luôn. Nhanh vãi cái chưởng à. Rồi. Thì chắc mình sẽ cho cái con Nidroma này lên cấp luôn nha các bạn. Nó đạt được cấp 71 rồi nè. Mình sẽ đẩy nó lên cấp 72 luôn nha. À, xịn xo liền. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ lại về đây và tiếp tục câu cá nữa rồi.
Hay, mình đã tạm dừng cái việc câu cá lại rồi các bạn à. Nãy giờ câu hoài mà nó vẫn chưa ra cho mình một cái red shark nào nữa. Ôi, đây, khắc nia nè. Dứt nó luôn các bạn ơi. Mày nè con. Chưa xi nhê lắm. Mày nè con, chết queo luôn. Ui, và cái em cosmos của mình nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Ui, đã vãi các bạn ơi. Đây, mình rất là mong muốn coi thử cái hình dạng tiến hóa của cosmos nó như thế nào. Và nó đã học được Cosmic Power. Con này có tên là Cosmoem nha các bạn. Ui, nó đẹp chưa kìa. Đây các bạn ơi, Cosmoem. Đó, nó có Teleport nè, Splat và Cosmic Power. 3 skill thôi. Để mình thử sử dụng cái skill này coi. À, cái này là Teleport các bạn à. Ui, nó Teleport mình đi về cái trung tâm Pokemon các bạn ơi. Và đây là cái trung tâm Pokemon mà mình hồi máu gần đây nhất đó các bạn à. Đó, thì nó sẽ Teleport về luôn đó nha. Ui, xịn vãi. Nhưng mà đại khái nó vẫn chưa có skill nào có sát thương cả. Trời ơi, cả ba skill nó đều không có đam luôn. Cuối cùng thì trời nó cũng đã sáng rồi các bạn ơi. Và những cái chuông thì nó vẫn như vậy thôi. Chưa có rung, chưa có phát sáng cái miếng nào cả. Thôi chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại hình dạng của Cosmoem nha các bạn. Hồi nãy trời nó mưa và nó tối quá nên mình không có thấy đường. Ồ, nhìn nó đẹp vãi chưởng luôn á các bạn ơi. Rồi, nói chung là video của mình tới đây là kết thúc rồi. Hôm nay vẫn đợi mấy cái chuông rung nhưng mà vẫn chưa có kết quả các bạn ơi. Còn các bạn đã theo video ngày hôm nay, nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.